Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi check in cầu Ánh Sao rồi nha các bạn. Ở quận 7 đó các bạn. Cái cầu này mình phải check in bữa tối mới. Check in ban ngày không có đẹp. Ban đêm đó, thấy không? Đó, cái cầu đó. Nào mình phóng to cho các bạn coi nè. Đó. Mình đi check in cái cầu này. Bạn của ông Thành nó kêu em đi. Cầu này là rất có rất là nhiều bạn trẻ bạn đêm đến đây đi check in đó, đẹp lắm bạn. Nó ở bên khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 đó bạn. Nó mình đi, bây giờ mình đi qua đó nè, tối mà thấy không đó, cư dân của khu Phú Mỹ Hưng người ta đây đi tập thể dục đó bạn. Nằm sâu lầm ví dụ vậy, xong mình bị đó, đây là cái đường mình đang đi qua bên đó. Đây là khu Phú Mỹ Hưng về đêm à, rất là đẹp ha, không nhìn thấy mê luôn, đẹp mê ly luôn. À, một bên là phải không, một bên là cái này người ta kêu là hồ Bán Huyệt á, một bên là cái hồ đó. Ở bên là bạn thấy cái khu mà nhà hàng á, nhà hàng của Hàn Quốc đâu, Hàn Quốc với Nhật, Đài Loan. Cái xong rồi bảy bả mừng quá trời luôn, vỗ tay trời ơi chị được đi máy bay rồi, được đi máy bay được thả ước mơ rồi này kia kiểu rồi. Cái xong rồi một cái xong rồi một cái phụ quỷ tôi xuống nước đâu có đi quá rào cái cuộc chỉ qua đi thăng thiết trời ơi thăng thiết rơi quá bắt đầu có ngày nhưng mà thấy đẹp ghê, hồ Bán Nguyệt á, này là cái hồ này đó, mình dừng lại mình quay qua cái cầu bạn coi nè, đó cầu Ánh Sao đó. À, lát qua bên kia mình coi bên đó, giờ này có nhiều bạn trẻ đó mình. À, lên bên đó người ta check in đó, đẹp lắm á, cầu nó có mấy trăm mét thôi à, nó mới lớn nhưng mà nó đẹp, thiết kế đẹp, view đẹp. Đúng rồi.
còn hả? Ba bữa nữa. Ba bữa đó đó. Em chưa chuẩn bị, chứ để cho em cầm đi được nào em cho mình làm. Mà mình đi sắp tới cái cầu rồi các bạn. Mình càng ngày tiến gần đến cầu á. À, mình phóng to ăn coi nè, cụ đẹp ghê luôn nè, đó nước nè, đó phóng to cầu cái đó ăn coi nè. Nè ăn cái tiếng nước không, nước nó đổ ra. Này, xung quanh nè bạn coi nè, này người ta gọi là hồ Bán Nguyệt á. Xung quanh cái khu quận 7 á, đẹp ghê luôn, đẹp như bên Đài Loan. Đó cái cư dân của Phú Mỹ Hưng đó, tối người ta đi chơi á. Rồi mình đi tiếp bạn, mình đến gần đó, mình chuẩn bị tiến lên cầu á. Bạn nghe tiếng nước nữa không? Tiếng nước từ trên cầu đổ xuống không? Giờ mình đi qua bên cái hồng cầu trước, mình quay trước. Rồi, đẹp ghê luôn, tiếng nước du dương nè. Đẹp ghê đúng không ạ? Cầu ánh sao vậy đây em? Bên không cái cầu đó bạn. Cái cầu này là đang làm say đắm biết bao nhiêu bạn trẻ của thành phố, làm say đắm lòng người đó bạn. Nói đến đây là rất là nhiều cặp tình nhân đến đây người ta hẹn hò đó. Đẹp không, mình quay nè, mình quay lên thành cầu nè, phải không? Đó cái cặp tình nhân tối người ta hẹn hò rồi trên đây rất đẹp, cảnh là đẹp mê ly luôn á, chơi vô đâu được. Thôi mình đi lên nha các bạn.
Thôi mình ra mình quay cái khu bán quẹt trước nha. Một chút. Lấy cái quẹt qua này chút xíu đi. Xíu mình đi lên cọc ra. Có đi xuống được không ta? Đẹp ghê luôn á. À, bây giờ mình đi lên cầu nha các bạn. Ồ, đẹp quá. Rồi, thấy không? Nói mấy bạn trẻ người ta lên đây người ta check in đồ. Người ta đi hóng gió đồ. Làm mà say đắm luôn cái cậu. Say đắm lòng người. Dưới cái đá dương cầu có mấy cái đèn. Mình đã gắn mình tưởng là đèn cầy. Thật cả đây đèn điện. À, bây giờ chúng ta đang đi ở trên cái cầu ánh sao các bạn. Đó, mình đi qua lên đến bên này kìa. Hết cái cầu đó. Đó, cầu này là chỉ cho khách đi bộ thôi chứ không có được đi xe lên. Đó, tối bên kia mấy bạn trẻ đó chơi trò chơi rồi. Đó, có cả người Hàn Quốc, người Đài Loan hả? Ở đây. À, có cả hàng rong ở đây nữa nè. Mấy cô chú bán hàng rong á. Cái viên chiên nước ngọt các bạn. Đi lên trên giữa cầu lại rồi. Cái cầu này đã làm xây đắm không biết là bao nhiêu bạn trẻ của thành phố.
giờ mình đang ở trên cầu á. Toàn cảnh Phú Mỹ Hưng ha. Mắt trời nha. Đẹp lung linh luôn. Các bạn nha, với mình cùng ngồi nghe tiếng nước đổ nha. Tiếng nước róc rách nè. Nghe êm tai á. Tiếng nước nha, mình nhớ cái bài thơ của Bác Hồ. Có làm bài thơ đó bạn. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, chân lòng cổ thụ bóng lòng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nổi nước nhà. Phải không, du khách tối người ta đi tập thể dục rồi á, người ta đi chơi. Đây là những cư dân của Phú Mỹ Hưng, quận 7 các bạn. Trời, mát lắm ở đây tối. Đẹp ghê luôn nè, đó mình lấy hai bên luôn nè. Một bên là nước nó phun ra. Một bên là cây cầu. Đẹp quá bạn ơi. Đẹp lung linh luôn.
không? Đó, em mong nó cái kêu thôi. Thôi video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Mình xin chúc cho các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Xin chào. Cái con thú mà không có gì thôi.